chính trường Hoa Kỳ rộn ràng trước thềm bầu cử tổng thống. Bản tuyên thệ gây chấn động khi vạch trần sự thiên vị trong cuộc tranh luận tổng thống tại ABC News. Ông Donald Trump được cho là đã biết trước điều này nhưng vẫn án binh bất động. Liệu có phải ông đang giăng mẻ lưới lớn hơn? Bình luận về vụ ám sát hụt nhằm vào bản thân, ông Trump cho rằng chỉ những tổng thống quan trọng như ông mới là mục tiêu đáng giá. Các thăm dò mới nhất cho thấy ông Trump đang vượt bà Harris tại hai tiểu bang chủ chốt là Pennsylvania và Georgia trong cuộc đua năm 2024. Nó đụng thì mình chạm. Mỹ điều quân đội, máy bay, tàu chiến và hệ thống HIMARS để tăng cường an ninh sau khi phát hiện tàu Nga gần Alaska. Cuối cùng là tai nạn trên máy bay Delta khiến hành khách trên chuyến bay Delta bị chảy máu. Máy bay phải quay về điểm xuất phát. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Molly Fan kính chào tái ngộ quý vị khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Tin Hoa Kỳ trên kênh The Zone Post ngày hôm nay. Bản tin sẽ có những nội dung sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, mở đầu bản tin của chúng ta là một động thái đáng suy ngẫm. Trong đó, bản khai có tuyên thệ từ một nhân viên lâu năm của ABC News đang gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội về tính công bằng trong cuộc tranh luận tổng thống gần đây. Tài liệu này được cho là đã được nộp một ngày trước cuộc tranh luận, cáo buộc rằng ABC News đã thông đồng với chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris nhằm tạo lợi thế cho bà so với Tổng thống Donald Trump. Theo bản khai, chiến dịch của bà Harris được cho là đã đàm phán với ABC News để nhận được nhiều ưu đãi đáng kể. Những ưu đãi này bao gồm việc nhận được trước danh sách các câu hỏi mẫu, cấm đặt câu hỏi về một số chủ đề nhạy cảm như sức khỏe của Tổng thống Biden và thậm chí còn sắp xếp để bà Harris có vị trí thuận lợi hơn về mặt hình ảnh trong suốt cuộc tranh luận. Những cáo buộc này đã thu hút sự chú ý của nhiều nhân vật có ảnh hưởng, trong đó có tỷ phú Bill Ackman. Ông Ackman đã công khai kêu gọi Bob Iger, giám đốc điều hành của Disney, công ty mẹ của ABC, tiến hành điều tra về vấn đề này. Ackman nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch trong quá trình bầu cử và ảnh hưởng tiềm tàng của những cáo buộc này đối với kết quả cuộc bầu cử tổng thống. Cuộc tranh luận đã gây ra nhiều tranh cãi ngay từ khi kết thúc. Nhiều người chỉ trích cách thức điều hành của những người dẫn chương trình David Muir và Lindsay Davis, cho rằng họ đã kiểm tra thực tế ông Trump một cách tích cực trong khi không hề sửa sai cho Harris. Hơn nữa, họ còn bị cáo buộc là đã định hướng cuộc tranh luận về các chủ đề có lợi cho bà Harris, như vấn đề phá thai, đồng thời gây áp lực lên ông Trump về sự kiện ngày 6 tháng 1. Tình huống này đặt ra nhiều câu hỏi quan trọng về tính công bằng và khách quan trong báo cáo tin tức chính trị. Nó cũng làm dấy lên lo ngại về tính toàn vẹn của quá trình bầu cử và vai trò của truyền thông trong việc định hình quan điểm công chúng. Trong khi đó, phản ứng của ông Donald Trump đối với những cáo buộc này cũng gây tò mò. Một số nhà phân tích cho rằng ông có thể đang áp dụng chiến lược tương tự như năm 2020 khi ông đợi đến sau cuộc bầu cử mới đưa ra cáo buộc gian lận. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng ông Trump có thể đang đánh cược hai mặt, sẵn sàng tố cáo gian lận nếu thua cuộc, đồng thời nhắm vào hai đối thủ chính trị là ABC News và Kamala Harris. Cuối cùng, tính xác thực của bản khai có tuyên thệ và những cáo buộc trong đó vẫn chưa được xác minh. Tuy nhiên, sự việc này đã làm dấy lên những câu hỏi quan trọng về vai trò và trách nhiệm của truyền thông trong việc bảo đảm một cuộc bầu cử công bằng và minh bạch. Cựu Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng chỉ những tổng thống có tầm ảnh hưởng mới phải đối mặt với các mối đe dọa ám sát, và ông là một trong số đó. Tuyên bố này được Trump đưa ra tại một buổi đối thoại công khai ở Flint, Michigan vào ngày 17 tháng 9 năm 2024, sự kiện đầu tiên của ông kể từ sau vụ ám sát bất thành hôm Chủ nhật. Tại sao tôi lại bị bắn? Chỉ những tổng thống có tầm ảnh hưởng mới bị bắn. Các tổng thống không có tầm ảnh hưởng thì không ai thèm đụng đến, Trump nói tại buổi gặp mặt ở trung tâm Dodd Financial Flint. Những phát biểu này của ông thu hút sự chú ý lớn từ đám đông người ủng hộ. Vụ ám sát xảy ra vào ngày 15 tháng 9 tại câu lạc bộ Trump International Golf ở Florida khi Trump đang chơi golf. Tay súng đơn độc Ryan Wesley Roth, 58 tuổi, đã bị phát hiện khi đang ẩn nấp trong bụi rậm gần lỗ golf thứ 5 và thứ 6. Theo các báo cáo, các đặc vụ mật vụ Mỹ đã nhanh chóng phát hiện ra Roth, người đã giấu súng trường và ống ngắm trong bụi cây. Ngay sau đó, họ đã nổ súng về phía tay súng. Khi đó, Trump đang ở khoảng cách 300 đến 500 mét và ông may mắn thoát khỏi vụ tấn công mà không bị thương. Vụ việc này đánh dấu lần thứ hai ông Trump thoát chết khỏi một âm mưu ám sát trong vòng vài tháng. Trước đó, vào tháng 7 năm 2024, ông từng bị sượt qua tay bởi một viên đạn trong khi phát biểu tại một buổi tập hợp ở Pennsylvania.
Trong buổi gặp gỡ tại Michigan, ông Trump đã nhấn mạnh rằng làm tổng thống là một công việc vô cùng nguy hiểm và bất kỳ ai giữ vị trí này cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro. Họ nói rằng đua xe là nguy hiểm, cưỡi bò tót cũng nguy hiểm, nhưng tôi sẽ nói cho các bạn biết, làm tổng thống mới là công việc nguy hiểm thực sự. Chúng ta cần phải giữ cho đất nước này an toàn và đó là lý do tôi tranh cử. Ông nói thêm, sự kiện tại Michigan này được đánh giá là vô cùng quan trọng đối với chiến dịch tranh cử của ông Trump bởi đây là một bang chiến địa có vai trò then chốt trong cuộc bầu cử năm 2024. Ông Trump từng giành chiến thắng tại Michigan trong cuộc bầu cử năm 2016 với một cách biệt nhỏ, nhưng đã để thua trước Tổng thống Joe Biden vào năm 2020. Kết quả các cuộc thăm dò gần đây cho thấy cuộc đua năm nay tại bang này tiếp tục gay gắt, với Phó Tổng thống Kamala Harris chỉ dẫn trước ông Trump chưa đến 1%. Ngoài việc nhắc đến các mối đe dọa ám sát, ông Trump còn tập trung vào những vấn đề kinh tế của Michigan, đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô, một trong những trụ cột của nền kinh tế bang này. Trump chỉ trích chính sách xe điện của chính quyền hiện tại, cho rằng nó sẽ gây tổn hại nghiêm trọng trong ngành ô tô Mỹ. Ông cảnh báo nếu ông không thắng ở Michigan, trong vòng 2 đến 3 năm tới, các bạn sẽ không còn ngành công nghiệp ô tô nữa. Trung Quốc sẽ chiếm hết vì họ kiểm soát các nguyên liệu cần thiết cho xe điện. Trong khi chúng ta thì không. Sự kiện tại Michigan cũng chứng kiến Trump chỉ trích gay gắt Phó Tổng thống Kamala Harris về các vấn đề như lạm phát và chính sách năng lượng, cho rằng các quyết định của chính quyền hiện tại đang phá hủy nền kinh tế Mỹ. Cuộc đối đầu giữa Trump và Harris trong cuộc bầu cử năm 2024 hứa hẹn sẽ là một trong những trận chiến căng thẳng nhất trong lịch sử chính trị Mỹ, với Michigan là một chiến trường quan trọng mà cả hai bên đều không thể bỏ qua. Thưa quý vị, các cuộc thăm dò ý kiến mới nhất đang cho thấy một diễn biến đáng chú ý trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2024. Cựu Tổng thống Donald Trump đang dựng trước Phó Tổng thống Kamala Harris tại hai tiểu bang chiến địa quan trọng là Pennsylvania và Georgia. Những kết quả này đang làm dấy lên nhiều suy đoán về triển vọng của ông Trump trong cuộc bầu cử sắp tới. Theo cuộc khảo sát mới nhất của Insider Advantage tại Pennsylvania, ông Trump đang dẫn trước bà Harris 2% với tỷ lệ 50% so với 48%. Cuộc khảo sát này được thực hiện vào ngày 14 và 15 tháng 9 với 800 cử tri tiềm năng và có biên độ sai số cộng trừ 3,46%. Tại Georgia, cuộc thăm dò của Trafalgar Group cho thấy ông Donald Trump dẫn trước bà Harris 1,7% với 46,2% so với 44,5%. Cuộc khảo sát này được tiến hành từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 với 1.098 người tham gia và biên độ sai số cộng trừ 2,9%. Đáng chú ý, cả hai cuộc khảo sát đều được thực hiện trước vụ âm mưu ám sát ông Trump lần thứ hai. Các nhà khảo sát lưu ý rằng tác động của sự kiện này đối với tỷ lệ ủng hộ ông Trump vẫn chưa được phản ánh đầy đủ trong kết quả. Pennsylvania được coi là tâm điểm của cuộc bầu cử năm 2024 với 19 phiếu đại cử tri. Các chuyên gia chính trị cho rằng ứng cử viên giành chiến thắng tại đây sẽ có cơ hội rất lớn để thắng cử chung cuộc. Georgia và Bắc Carolina cũng nổi lên như hai chiến trường quan trọng. Tại Bắc Carolina, ông Trump cũng đang dẫn trước mong manh. Đảng Cộng hòa đã liên tục giành chiến thắng ở tiểu bang này kể từ sau thắng lợi của cựu Tổng thống Barack Obama vào năm 2008. Mặc dù các cuộc khảo sát này không nhất thiết phản ánh đầy đủ phản ứng đối với vụ âm mưu ám sát gần đây, nhưng chúng cho thấy cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2024 đang trở nên hấp dẫn hơn theo hướng có lợi cho cựu Tổng thống Trump. Trong một phát biểu gần đây trên X-Space, ông Trump nói, có điều gì đó đang diễn ra, có lẽ là Chúa muốn tôi trở thành Tổng thống để cứu đất nước này. Tuyên bố này càng làm tăng thêm sự chú ý đối với chiến dịch tranh cử của ông trong những tháng tới. Người ta đụng thì mình chạm, đúng là không thể đùa với tiềm lực của Hoa Kỳ được thưa quý vị. Quân đội Mỹ gần đây đã đưa khoảng 130 binh lính cùng các hệ thống hỏa tiễn di động đến hòn đảo hoang vắng ở phía tây bang Alaska sau khi phát hiện các tàu và máy bay quân sự Nga tiếp cận khu vực này. 8 máy bay quân sự và 4 tàu hải quân Nga, trong đó có 2 tàu ngầm, đến gần Alaska trong tuần qua. Trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đang triển khai chương trình tập trận chung, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài cho biết các máy bay Nga không vi phạm không phận của Mỹ. Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi thấy máy bay Nga và Trung Quốc ở gần đây và chúng tôi đang theo dõi sát sao những chuyển động như vậy. Thiếu tướng Pat Ryder, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài cho biết tại một cuộc họp báo. Cụ thể, ngày 12 tháng 9, quân đội Mỹ điều binh lính đến đảo Shemia, cách thành phố Anchorage lớn nhất của Alaska khoảng 1.930 km về phía Tây Nam, nơi không quân Mỹ duy trì căn cứ từ thời Thế chiến thứ hai. Mỹ cũng đưa hai hệ thống HIMARS đến hòn đảo này.
Thượng nghị sĩ Dan Sullivan của Alaska cho biết quân đội Mỹ cũng đã điều một tàu khu trục hỏa tiễn dẫn đường và một tàu của tuần duyên đến khu vực phía tây Alaska, thời điểm Nga và Trung Quốc khai mạc cuộc tập trận quân sự Ocean 24 ở Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương ngày 10 tháng 9. Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ NORAD cho biết đã phát hiện và theo dõi các máy bay quân sự của Nga hoạt động ngoài khơi Alaska trong khoảng thời gian 4 ngày. Các máy bay của Nga hoạt động trong vùng nhận dạng phòng không Alaska. Đại sứ quán Nga tại Mỹ chưa phản hồi đề nghị bình luận. NORAD cho biết năm ngoái có 26 máy bay Nga hoạt động gần Alaska và năm nay có 25 lần. Ngày 15 tháng 9, tuần duyên Mỹ cho biết tàu an ninh nội địa Stratton đã theo dõi 4 tàu của Hải quân Nga di chuyển ở khu vực cách Pearl Harbor, Alaska, khoảng 96 km về phía Tây Bắc. Các tàu của Nga bao gồm 2 tàu ngầm, 1 khinh hạm và 1 tàu kéo đã vượt qua ranh giới hàng hải vào vùng biển Mỹ để tránh băng trôi trên biển, một điều được phép theo luật quốc tế. 2 năm trước, một tàu tuần duyên của Mỹ bắt gặp 3 tàu Hải quân Trung Quốc và 4 tàu của Nga ở khu vực cách đảo Kiska của Alaska hơn 100 km. Ông Ryder cho biết quân đội Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi sự gia tăng số lượng tàu và máy bay quân sự Nga và Trung Quốc ở khu vực này, nhưng khẳng định đây chưa phải mối đe dọa. Thượng nghị sĩ Sullivan kêu gọi tăng cường sự hiện diện quân sự ở quần đảo Aleutian và ủng hộ Mỹ đáp trả mạnh mẽ khi Nga và Trung Quốc tăng cường hợp tác. Những leo thang này cho thấy vai trò quan trọng của Bắc Cực trong cuộc cạnh tranh quyền lực giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ông Sullivan nhận định và cho rằng Mỹ nên mở lại căn cứ ở Adak gần quần đảo Aleutian. Cơ sở này đóng cửa từ năm 1997. Thưa quý vị, một số hành khách trên chuyến bay của Delta Airlines bị chảy máu mũi, tai và các vấn đề khác sau khi phi cơ gặp sự cố về áp suất. Sự cố áp suất xảy ra ngày 15 tháng 9 trên chuyến bay số hiệu 1203 của Delta Airlines khi nó thực hiện hành trình từ Salt Lake City, bang Utah tới thành phố Portland, bang Oregon, nhưng thông tin chỉ được công bố sau đó 2 ngày. Nhân chứng Karen Allen cho biết các hành khách nhanh chóng nhận ra có tình huống bất thường chỉ vài phút sau khi cất cánh khi họ bắt đầu cảm thấy sức ép ở mũi và màng nhĩ. Tôi nhìn sang chồng mình và thấy anh ấy dùng cả hai tay che tai, hơi nghiêng người về phía trước. Tôi nhìn các hàng ghế xung quanh và thấy một người đàn ông bị chảy máu mũi nghiêm trọng. Những người xung quanh cố gắng giúp ông ấy. Allen nhớ lại, hành khách Jesse Boucher cảm thấy như có người đâm vào tay mình và phát hiện bàn tay dính máu sau khi sờ lên tay. Cô đi khám sau khi máy bay hạ cánh và được chẩn đoán bị thủng màng nhĩ. Chiếc Boeing 737-900 nhanh chóng quay trở lại điểm xuất phát. Không hành khách nào bị thương nặng, song nhân viên y tế xác định 10 người cần được thăm khám hoặc điều trị sau chuyến bay. Chúng tôi thành thật xin lỗi khách hàng vì những gì họ trải qua trên chuyến bay 1203 ngày 15 tháng 9. Tổ bay đã tuân thủ quy trình tiêu chuẩn để đưa máy bay trở lại Salt Lake City, nơi đội ngũ mặt đất của chúng tôi hỗ trợ khách hàng giải quyết những nhu cầu cấp thiết. Delta Airlines cho hay, hành khách sau đó được bố trí lên một máy bay khác. Theo Delta Airlines, kỹ thuật viên của hãng đã khắc phục trục trặc trên chiếc Boeing 737-900 và phi cơ tiếp tục hoạt động vào hôm sau. Cục Hàng không Liên bang FAA cho biết Delta Airlines đã báo cáo về trục trặc áp suất xảy ra khi máy bay vượt độ cao 3.000 mét và đang mở cuộc điều tra. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Tin Hoa Kỳ ngày hôm nay trên kênh The Strong Post. Quý vị đừng quên bấm nút like, chia sẻ cũng như đăng ký ủng hộ kênh. Molly Phan kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.